Trong bất cứ điều kiện nào mình đều có quyền hạnh phúc hết. Mình đừng vì bất kỳ một cái đối tượng nào làm khổ cho mình mà mình mất đi cái chủ quyền của mình, mất đi cái hạnh phúc của mình. Sư cô nói rất nhiều lần rồi, mình không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người được. Cho nên những người nào mà nói xấu, thị phi, chửi bới, gây khó khăn cho mình thì cái nhân quả đó họ lãnh. Còn cái sự hạnh phúc trong mình phải tự mình làm chủ và chế tạo ra. Mình nhìn người ta xấu xí như giống như người ta nhìn mình thì ngay lúc đó mình đã giống y như người ta rồi. Vậy thì mình phải tập nhìn một cách tích cực hơn với những đối tượng khó thương hơn, đúng không? Mình nhìn như vậy thì thay vì là mình cứ mong muốn người ta hiểu cho mình, ừ tôi tốt như vậy nè, tôi đối xử với anh tử tế như vậy nè, tôi nghĩ cho chị như vậy nè, sao chị không đối xử như lại với tôi đi, thì khi còn cái mong muốn đó là ngay lúc đó mình còn chưa có bình an và hạnh phúc được. Giá trị của mình, phẩm chất của mình, nhân quả của mình không thể biến đổi theo lời nói của bất kỳ một người nào.